Các bạn thân mến, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái căn nhà của cô chú cũng khá lớn tuổi rồi. Tại vì con của cô chú đã ra riêng mà cái nhà cái diện tích lớn quá. Cho nên cô chú quyết định bán với diện tích đất là lên đến 100 m² ở đường Lê Đức Thọ giao với Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi là cái sân đó các bạn, con đường chạy vô cái sân thông hết nghe các bạn ha. Bây giờ mời các bạn đi vô nhà này. Thì ở phút thứ tư thứ năm á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đường đi vào căn nhà này. Bây giờ các bạn nhìn coi căn nhà có vừa ý hay không, rồi các bạn tiếp tục, nếu mà ưng ý thì các bạn đi theo mình, theo cái hướng dẫn của mình nha. Đây cái căn nhà cấp 4 đây các bạn, với chiều ngang là 5 m lận đó, khá rộng đó. Đây là chú cũng đã lớn tuổi rồi, thành thử là con cái ra riêng. Bây giờ cô chú muốn bán đi để kiếm cái nhỏ hơn. Thì cái căn nhà này rất phù hợp với những gia đình đông người các bạn ha. Tại vì cái diện tích cũng khá lớn. Thì ở ngay cái trung tâm ở Gò Vấp mà, đường Lê Đức Thọ này giao với Lê Hoàng Phái này, Nguyễn Oanh này, chợ An Nhơn này. Đó, cái khu vực này thì các bạn biết rồi đó. Rồi đi ra Lotte, đi ra IMAX, đi về sân bay rồi cũng khá gần. Đó, rồi mời các bạn đi vào sâu vào trong nhà thì cái lối đi của nó là một cái hành lang, còn bên tay trái các bạn là gồm có 3 cái phòng ngủ. Thì các cái phòng ngủ này đang đóng cửa rồi mình cũng không có tiện quay, thì đó là cái 4 cái nhà cấp 4 mà vách và cửa thôi. Đó, hai bên cái hành lang này thì đều ốp gạch hết, ở trong thì sử dụng các cái phòng ngủ thôi các bạn. Và đi cuối căn nhà thì là cái bếp. Đó, phía sau là cô đang nấu nướng phía sau. Đó, thành thử là cái nhà quá rộng các bạn, nhà rộng quá. Cô chú không ở hết, con cái bây giờ lớn rồi ra riêng rồi. Thành thử là cũng muốn bán. Đó, phía sau cái bếp này thì cũng có bàn ăn rồi các thứ các bạn ha, và có cái nhà tắm phía sau. Đặc biệt cái khu vực bếp này là có cái giếng trời từ dưới lên trên luôn. Đó, đây là ánh sáng tự nhiên các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Đây, đây là cái giếng trời đây, cái ánh sáng tự nhiên đó. Nó lợp bằng cái tấm tôn nhựa các bạn, tôn sáng đó. Thành thử là không cần phải mở đèn nhưng mà vẫn sáng, sáng sủa ghê hồn luôn các bạn. Rồi, căn nhà có diện tích là 5 x 20. Công nhận trong sổ là 100 m², sổ hồng riêng. Căn nhà tọa lạc vào hướng đông các bạn ha, cái hướng khá tốt. Đó, đây thì nói chung căn nhà cấp 4 cũng không có nhiều chi tiết các bạn, chỉ có những cái bức tường phía trên là lợp tôn đóng trần. Phía sau này thì có cái gác này, giống như cái kho đó các bạn, để đồ. Đó, có cái cầu thang đi lên đó, cái thang xếp. Đó thì với chiều ngang nhà 5 m, chiều dài tới 20 m là các bạn. Với cái diện tích này thì rất phù hợp với những nhà đông người và chỉ ở khu vực này ở thì tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi mình xin báo giá luôn, nghĩa là giá của cô chú đưa ha là 6 tỷ còn thương lượng, không tiếp môi giới các bạn ha, không tiếp môi giới. Đó, mình xin nhắc lại là giá 6 tỷ còn thương lượng. Rồi giờ mời các bạn đi từ đằng sau ra trước này các bạn này. Đó, toàn bộ hai bên, bên bây giờ là bên tay phải các bạn ha, gồm có những cái phòng ngủ phía bên tay phải đó. Còn đây là một cái phòng khách khá rộng luôn. Đó, nhìn ra phía đằng trước thì đây là cái khu dân cư rất là ổn định, cao ráo, không ngập nước. Khu vực này rất là an ninh các bạn ha, khu vực rất an ninh. Và đây là cái hồ sơ pháp lý các bạn, đây là cái hồ sơ pháp lý này. Ở Lê Đức Thọ thì trong cái sổ này là cái nguyên thủy từ năm 2004 là 146,6 m², nhưng là bây giờ đã tách ra là 47 m á, 46 m là cho con rồi, còn lại 100 m. Đó, thành thử là khi các bạn làm thì đổi sổ luôn, người ta đã cập nhật rồi nha các bạn ha, cập nhật rồi. Thành thử các bạn yên tâm cái chỗ đó. Đó, đây là cái chi tiết này các bạn này, đây là cái kích thước của cái miếng đất đó. Rồi giờ mời các bạn đi theo mình để mình hướng dẫn các bạn đi vào cái căn nhà đó. Đây mình đang đứng trên đường Lê Đức Thọ đây, phía trước mặt các bạn là đường Lê Hoàng Phái đi về Nguyễn Văn Lượng.
Cityland, Lotte. Đó, nếu các bạn đi tiếp tục cái đường Lê Đức Thọ này thì đi về Hóc Môn Củ Chi đấy các bạn, đi về chợ Sông Mới. Ở đây thì có rất nhiều ở chung cư và cái trường học trên trục đường này các bạn ha. Trường cấp 2, cấp 3, chung cư. Rồi bên tay trái các bạn đây, đi ra đầu cái đèn xanh đèn đỏ đó là đường Nguyễn Oanh đó các bạn. Cắt đường Nguyễn Oanh luôn đó. Đó các bạn nhìn thấy không? Cái chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, đó là Nguyễn Oanh. Thì đây đi ra đó chừng khoảng 80m các bạn. 80m là tới cái đèn xanh đèn đỏ đó đó. Và băng qua cái giao lộ đó là cái chợ An Nhơn. Khi các bạn gặp Nguyễn Oanh thì các bạn quẹo phải thì về lại Gò Vấp, về Quân Y Viện 175, về sân bay. Đó thì mình đứng ngay cái hẻm này đây, thì mình sẽ quay cái số hẻm cho các bạn coi luôn để các bạn dễ hình dung. Đây, đây là cái hẻm 472 đường Lê Đức Thọ. Nghĩa là từ ngã tư Nguyễn Oanh chạy vào đây chừng khoảng 80m các bạn, bên tay phải luôn. Nếu đường Hoàng Phái đi về thì các bạn rẽ phải và nhìn vào đây cái hẻm 472 Lê Đức Thọ. Thì cái hẻm đầu hẻm này này hiện tại khoảng 2m. Nó hơi nhỏ chút xíu hả nào. Chỉ xe ba gác chạy thôi. Nhưng mà đi hết cái nhà mặt tiền này cái thì phía sau nó bung ra rất là lớn. Đó, mình nghĩ thì những căn nhà này sẽ giải tỏa thôi các bạn. Và người ta hiện tại không cho xây dựng. Đó, thấy không? Các bạn thấy hẻm không? Bung ra lớn liền. À, hẻm này thì khoảng 3,5 m các bạn này. Đó thì từ đầu hẻm các bạn đi bộ thôi cũng không không xa. Đó, cũng chừng khoảng 70m á. Là sẽ quẹo vô cái căn nhà. Đó, như mình đã nói thì khu vực này dân cư ổn định các bạn ha, cao ráo. Giao thông cũng khá thuận tiện. Trường học, bệnh viện đầy đủ. Các trung tâm thương mại. Đi chừng 5 phút là tới. Thành thử đây là một trong những cái khu vực mà khá tốt cho vấn đề giao thông. Rồi các bạn đi bộ vào chừng khoảng 70m này, các bạn nhìn bên tay trái này các bạn. Tiếp tục có một cái hẻm 472/25. Đó, 472/25. Rồi các bạn đi vô nhà. Đó, đi vô tới cuối đường là tới các bạn. Đó thì hiện tại cái hẻm này này chừng khoảng 1,5 m cho tới 2m tùy theo đoạn các bạn ha, tùy theo đoạn. Thành thử là cái diện tích nhà khá lớn mà ở trong này thì hơi bị tiếc. Đó, nhưng mà mình nghĩ sau này những con hẻm này sẽ mở rộng. Đó, thành thử mình nói là cái khu đất này này rất phù hợp cho những cái nhà mà nhiều người đó. Đó, căn nhà trước mặt các bạn đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn luôn thành công, may mắn và chọn lựa cho mình những căn nhà phù hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái chào các bạn.